Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Hôm nay chạy vô cực hả, bao giờ dừng lại đây? Ui. Ui giời ơi, cho mình xin bản đồ kho báu nha. Thì ra là chạy qua để lấy bản đồ kho báu đấy. Thanh niên vừa lượm được cái bản đồ kho báu cái song sánh mộ buồn chưa? Buồn hẳn chưa em? Thế hóa ra là ông này cũng có tương đối là nhiều đồ ngon này. Hiện tại mình đang xài combo FAMAS cộng với một khẩu súng FVD nha. Ở đây chúng ta sẽ có được một khẩu UMP nữa này. Qua đây coi. Đây. Chúng ta sẽ lượn lờ qua đây và lượm thêm sứ đồ nhá. Lên trên thôi nha em ơi. Đây, đã đã. Bên trên thì ủa sao mà toàn mấy cái trang bị SIDA vậy hả? Lên thôi. Ok ok, lên trên xíu. Nếu mà kiếm được cái khẩu MP40 thì chơi nó sẽ ngon hơn. Ok này. À đây có luôn MP40 này, tuyệt vời. Người ta gọi là cầu được ước thấy anh em ạ. Rồi nha. Có được MP40 tuyệt vời. Tuyệt vời rồi. Chuẩn bị kiếm thêm mạng thôi. À đây. Đây rồi nhé. Làm sao? Xong, headshot. Easy anh em ơi. Ủa, có cả ông ngắm 1x nữa hả? Ngon vậy ta. Rồi, thế này thì ok rồi. Tiếp tục kiếm thêm mạng ở trong cái khu vực tháp đồng hồ này nào. Hiện tại thì kẹo đã có cho mình được 2 kill rồi. Quan trọng là bây giờ lượn lờ coi xem là chỗ nào đông người tí chúng ta sẽ cùng đi kiếm top anh em ơi. Wow. Mình ra ngoài để coi nào. Sao này, ra ngoài này thì đậu xanh. Đâu thấy ai đâu. Hình như là có vẻ như là ngoài này nó tương đối là vắng người thì đào đâu ra người nhỉ anh em. Kiểu này là hơi khoai rồi mọi người ơi. Ok, mình qua đây coi nào. Chúng ta sẽ có thêm đạn súng tiểu liên nhá. Đó, mình vừa lượm thêm được một ít đạn súng tiểu liên. Và bây giờ thì đang có đó là 204 viên đạn tiểu liên này. Ok, thêm một thứ máu đây. 6 thứ máu có lẽ là ổn. Tầm này là quá ổn rồi. Mũ 3 này có giáp chống nổ này, ba lô 3 này, mọi thứ tuyệt vời. Tháp đồng hồ đã hết người rồi nên là chúng ta sẽ qua xưởng cơ khí nha mọi người. Không kiểu còn còn người đâu nữa mà bắn. Không bắn thì đào đâu ra mạng nhỉ anh em. Ok. Mình sẽ rẽ ra phía ngoài này coi. Kiếm thêm mạng thôi anh em ơi. Anh lại đến bao giờ? Ngày hôm nay thì kẹo livestream đến 24 giờ nha anh em ơi. Đúng 24 giờ offline nhá. Có thể là off muộn hơn chứ không bao giờ là off sớm trước 24 giờ đâu nha. Ơ từ từ. Mình sẽ qua bên này nha anh em ơi. Rồi. Sát tạm ngoài này con nào. Rồi nhá. À, kẹo thì chơi game gà thôi nha em ơi. Anh em có bảo mình chơi hay nhiều khi hơi ngại. Đây. Lên trên khu dân cư một xíu nhá. Quan trọng là livestream thì nói chuyện giao lưu vui vẻ với anh em thôi. Đây. Chạy qua phía 75 thôi anh em ơi. Kiếm mũ khác đi anh. Ừ thì mũ nó đang hơi nát xíu. Nhưng mà hiện tại thì không có mũ ngon hơn thì anh xài tạm vậy thôi. Ủa thật nào? Thật nào chưa từng xài nhiều liệu choáng vậy? Xài nhiều liệu choáng vậy em ơi. Ok, chết vì liệu luôn. Ngon lành đậu xanh này trên đây thủ nhà hả em? Anh em chưa? Đây đây. Anh em ơi, kẹo có mũ ba mới rồi nhá. Đây đây. Quá ổn, quá ổn. Mình qua cái phía này coi. Rồi xem nào. Có thêm đạn súng tiểu liên nữa hả? Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ lại tiếp tục qua bên này nhé mọi người. Ồ, không còn ai nữa. Lên trên này coi xem nào. Nhà này không có ai anh em ạ.
Vâng, như vậy là chỉ còn lại có 12 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này nhá các bạn ơi. Cố gắng chơi game khô máu làm trận top thôi. Qua đây coi. À, khu dân cư kiểu này mình thấy là cũng vắng người lắm. Nếu mà anh em kiếm người ở khu dân cư là hơi khó đấy. Thế để xem nếu mà kiếm được xe ấy, mình sẽ lượm xe đi săn mạng cho nó dễ. Được chưa anh em? Chứ không có xe anh em đi săn mạng bao giờ mới kiếm được người hả? Ngoài này không có xe nào cả, không có chiếc nào cả luôn đấy. À, chúng ta nên qua cái khu đèo đá coi. Đèo đá mình nghĩ là sẽ có xe để cho mình chạy. Ok nào. Ủa, có một cái UAV nó chạy qua chỗ mình này. Từ từ thôi kệ, đợi cái UAV nó chạy qua nào. Có ai trong UAV này không và không có ai cả. Thế thôi, qua đèo đá kiếm xe. Ồ, oh, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, thằng nào ngay phía trước thôi. Trên nhà 2 tầng à? Ôi vãi trưởng. Đây cũng có người đấy anh em ơi. Bắn auto vào chảo này. Tích kinh rồi. Mình không tin được là bắn làm quả auto vào chảo các anh em ơi. Auto vào chảo thì ghê rồi. Chết vì liệu đó nhà em. Không cẩn thận liệu của anh và cái kết nhé. Cứ ngồi bắn mình à. Kìa kìa. Mình thấy thằng còn lại rồi. Nó ngay trên cái căn nhà 2 tầng kia nhá. Coi chừng cái đầu em ơi. Coi chừng cái đầu em ơi. Đậu xanh. Coi chừng cái đầu nhà em. À bắn cũng ghê đấy nhỉ em. Nào để con nào. Để con nào, để con nào, để con nào, để con nào. Quên thằng này. Nó rút đầu xuống dưới anh em ạ. À. Nào, cái đầu, cái đầu, cái đầu. Cái đầu, cái đầu. Cái đầu này, cái đầu này. Ồ, né cũng kinh đấy nhỉ. Được rồi, bình tĩnh. Mình sẽ cuốn cho nó full 200 máu đã. Ok, hai quả bóng keo à. Xem lượm sát thằng này nào. Chúng ta sẽ lượm thêm bom keo cũng như là thêm máu đây. Rồi. Uầy, có cả ô da cả. Thế này thì quá ổn rồi. Quá ổn rồi nha mọi người. Mình vứt bớt tìm máu đi này. Lượm thêm đạn súng trường. Sao nào người đâu? Chưa tính người đâu cả. Chúng ta sẽ từ từ vòng qua. Tiếp cận nó anh em ơi. Đây, từ từ vòng qua. Tiếp cận đối tượng luôn chứ sao phải ngại đây. Tầng 2 này chúng ta sẽ có được một cái góc quan sát tốt hơn rất nhiều nhá. Nào. Coi chừng nhá. Coi chừng nhá em ơi. Đúng rồi, chạy linh tinh hả em. Đây. Anh qua với chú luôn này. Làm sao em ơi. Làm sao, có muốn vỡ đầu không em ơi. Hình như là nó thấy mình rồi các bạn ơi. Thằng này ngồi canh hơi lâu đấy nhỉ em. Vãi trưởng thật. Vãi trưởng thật. Vãi trưởng thật. 132 máu rồi. Làm sao em ơi. Lại bảo là không còn máu đây. Cho một quả lựu đơn trên này. Một quả lựu chéo này. Chạy đi em ơi. Ủa không sao hả? Thế kinh rồi. Thằng này chạy nhanh vậy. Uầy, nó chạy nhanh quá anh em ơi. Đây hả? Đây hả? Vãi trưởng này ngồi đây hả? Tưởng đâu cơ. Ngồi đây thì xanh mộ là đúng rồi nha bạn. Ngon lành. Mình có được mạng thứ 5 rồi. À, bây giờ là còn lại 6 người chơi nữa mà thôi. Thôi thì cố gắng kiếm top 1 thôi. Chứ biết sao giờ hả anh em. Let's go nào. Tiếp tục chơi game khô máu kiếm top 1 nào anh em ơi. Ok. Chúng ta sẽ phải chạy lại gần bo hơn nữa nhá. Vừa chạy mình vừa canh người xung quanh coi. Thật là mà to ra chạy qua đây cái mình xấy luôn lên bản điểm số luôn.
Wow, dưới này thử coi. Dưới này mình nghĩ là không có ai đâu, chẳng qua là chạy qua cho có mà thôi. Chứ đào đâu ra người ở khu dưới đấy. 5 mạng nữa. Xem là chúng nó đâu cả rồi nhỉ. Hiện tại thì giáp chống nổ mình đang hơi nát xíu. Có nâng giáp thì ngon, còn không có thì đành phải xài cái giáp này vậy. Đây giáp chống nổ của mình còn có 108 cái sức chịu đựng mà thôi. Gọi là cái lượng chống đạn còn 108 thôi anh em ơi. Hôm thính này mà có giáp mới thì quá ổn rồi. Để coi. Mong là sẽ có giáp mới. Uầy, giáp 3 này. Ok, đổi qua giáp 3 full thì chúng ta sẽ có là 260 cái lượng giáp nha anh em. Vậy thôi, bơi một vòng qua cái sườn bên kia anh em ơi. Quan trọng là để tránh thính mà lại. Kìa kìa, phía trước có người nha. Đây, từ từ mình cứ quần máu cái đã. Quần máu xong lên trên xử luôn chúng nó, ngại gì mà không lên. Đây rồi, let's go nào các bạn ơi. Chạy lên trên cẩn thận đâu này. Làm sao người đâu. Các chú muốn gì? Để anh coi nào. Tôi nghĩ là có đứa trên trò anh em ạ. Chưa thấy hả? Thứ kia ngồi kỹ vậy. Có phải chân tròi không ta? À đây rồi. Mình thấy rồi các bạn ơi. Nó đang ngồi chân tròi nhá. Đang ngồi chân tròi ở góc này thì mình thấy là khá là khó bắn thằng này anh em ơi. Đây này. Anh em đã thấy được cái đầu nó chưa? Ui, thằng này có một vị trí hơi ngon em ơi. Thi thoảng nó hở một số khe hở mình có thể bắn được này. Vê chuột lên đầu không được. Ngồi cay này à? Làm sao, làm sao? Có khi là mình phải lại gần hơn nữa thì mới kịp đồ nói anh em ơi. Đứng đây à? Cái đầu, cái đầu. Cái đầu này, vãi trưởng. Suýt hạ được nó, thằng này. Coi chừng nha em ơi. Chú mà đứng lên một lần nữa là coi chừng là chú vỡ đầu luôn nhé. Ok mọi người ơi, từ từ cẩn thận. Mình sẽ canh luôn cả phía sau coi. Đứng lên ngồi xuống cẩn thận này. Thực kia nó không dám nhô đầu lên luôn anh em ơi. À đây, ở đây. Cái đầu, cái đầu. Ngồi cẩn thận nha em, không anh cho chú vỡ đầu luôn đấy. Bo thu càng ngày càng nhỏ rồi các bạn ơi. Rồi nhé, để coi. Đứng dậy bắn súng đi em ơi. Mình canh thẳng ở trò anh em ơi. Còn hai từ cuối. Một đứa 345 này đang chạy này. Một đứa ở tròi, mình hạ thẳng ở tròi trước là ổn. Đậu xanh này. Đúng rồi. Nó phải như vậy này. Nó phải như vậy anh em ơi. Nó phải như vậy anh em ơi. Ôi máu trâu vậy. Máu trâu vậy. Yes. 7 kill tâm 1 tuyệt vời. Hôm nay mix đồ kiểu bá đạo và kiếm tâm 1 khá là easy anh em ơi. Chạy tuyệt vời chưa? Tâm 1 này. Anh em ơi hả? Chờ anh xíu. Ok, tâm 1 7 kill nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.